Chào tất cả các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Để mình vừa làm xong, mình vừa thiết kế xong một cái phần quà gồm có trái cây tươi, táo NV của New Zealand, nại cam vàng của Mỹ, táo xanh của Mỹ. Còn đây là nước táo Pachiti của Úc. Và đây là đào tươi. Đây là đào tươi của Hàn Quốc, kết hợp cắm với hoa tươi, hoa lan vũ nữ vàng và lá tùng, để tạo sinh khí cho phần quà. Cái này rất là thích hợp để chúng ta tặng vào trong dịp Tết Tết Nguyên Đán, Tết ta. Chúng ta có một cái phần quà có thể là trái cây tươi để chúng ta để trưng như thế này, được vài hôm này, được 3 hôm trong ngày Tết. Còn cái loại mà quà như thế này thì các bạn có thể thay bằng nước táo hoặc là nước nho, hoặc là nước rượu vang, hay là rượu vang champagne, hoặc là các cái rượu khác. Còn cái miếng đào tươi này tùy các bạn có thể thay bằng bánh hay thay bằng cái những cái loại quà nào mà các bạn thích, các bạn muốn muốn người nhận thích á, thì các bạn sẽ để vào đây, các bạn sẽ làm phần quà rất là dễ thương. Các bạn nhìn thấy nó rất là sinh khí, nhìn nó rất là màu sắc, rất là sinh động. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919 77098, mình sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các bạn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, chào tạm biệt nha.